Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Đức Toàn. Đây là một video vlog về mình. Để mà lại đây trời mưa tình thế, đường nước nhạt ra. Chả biết có ui, ba đi. Mình chỉ quay ngắn thôi, đây là cái xe ô tô Kia chính. Hay là ôi không phải khách, vì ở trong đây. Chú ơi, kiền đấy, bệ cá nhà mình nha, nhà chị đẹp mà nói pick thình, pick, con này không sợ, người này sợ, chị biết mấy gì nó ngồi trong kia, mấy người quay nhanh không lấy được đâu, thôi, video đến đây thôi, và nếu có thể cho một mình like, một share và một đăng ký và ấn vào cái chuông để đón tiếp những video mới của mình. Và hẹn các bạn ở những video sau nhé. Xin chào. Yeah. Ủa, quên tắt rồi.